Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Việt. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến được kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức mới nhất trong ngày. Siêu bão số 2 tiến vào vùng ven biển, sau đó mạnh lên và đổ bộ vào vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, khiến cho 12 tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, đặc biệt là tỉnh Chiết Giang đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 từ 15 đến 260 km/h, giật cấp 16. Tại vùng biển phía đông bắc của tỉnh Chiết Giang vào lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm qua, vị trí tâm bão nằm ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc, giật cấp 12, khoảng 260 km/h. Tính từ tâm bão, cơn bão đi qua kèm theo mưa lớn dữ dội tiến vào đất liền gây sạt lở đất, khiến cho khoảng 7.800 ngôi nhà bị phá hủy. Cơn bão cũng đã tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô. Ngày hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân bị thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra lên tới 170 người và 2.500 người khác bị thương, trong khi 1.100 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng vậy, đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra, có ít nhất 49 người thiệt mạng tại ba tỉnh này. Gần 14.000 người vẫn lưu lại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra khi đổ bộ vào Trung Quốc. Và sáng ngày hôm qua, cơn bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề nhất cho tất cả các khu vực của các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại, 250 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 4.500 ngôi nhà bị ngập nước. Tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao do chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão, trong khi đó Trung Quốc dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn mưa bão gây ra. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn. Xiao Ning, người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết, phạm vi lũ lụt tồi tệ hơn trận mưa lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam năm 2020, nhưng tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu là đối với những sân bay và thời tiết lạnh giá đi kèm. Ông nói trận mưa xối xả tại tỉnh Sơn Tây là một trận mưa bất thường lớn thứ ba từ đầu năm đến nay xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc của Trung Quốc. Trong năm nay, hơn 300 người ở Hà Nam thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng hồi đầu tháng. Các trận mưa lớn kỷ lục đổ bộ vào tỉnh này làm cho những hồ chứa xả lũ phá vỡ các bờ sông. Hệ thống giao thông công cộng và đường sắt nằm ở nhiều thành phố bị ngập lụt do lũ. Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở thủ phủ Vĩnh Châu, nơi lượng mưa hơn 600 mm, tương đương gần với lượng mưa trung bình một năm. Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng. Lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng trăm nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa tới. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục, vỡ đê đoạn sông gần phần làng Triều Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20 mét. Hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vào đề đá bằng gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, lỗ thủng vẫn chưa được phá, hơn 1.800 cư dân gần đó được sơ tán an toàn. Và ngày hôm qua, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày vừa qua. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài trong 4 ngày qua và dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới với lượng mưa nhiều nơi tỉnh vượt qua lên 100 mm, thậm chí 200 mm, mức cao lịch sử. Có một điều người ta thường nói, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Họa của Trung Quốc bây giờ gây ra không chỉ trong nước mà đã làm lan tràn ra toàn thế giới. Có rất nhiều người thậm chí đã nguyền rủa khi nhận ra bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Người ta luôn mong muốn rằng có một quả báo dành cho các nhà lãnh đạo của nước này, trong đó không thể kể đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Xét về khía cạnh tinh thần của con người, chúng ta không mong những điều bất hạnh cho những người dân tội của Trung Quốc, nhưng những gì mà đất nước này đang phải gánh chịu và chắc chắn sẽ còn đối diện tiếp tục trong tương lai thì rất khó có thể để đảo chiều. Đập Tam Hiệp là một quả bom hẹn giờ mạnh hơn cả chục lần bom nguyên tử. Nếu vấn đề nghiêm trọng nói trên là khi nó vỡ, khắc chắn bản đồ chính trị của thế giới sẽ không còn cái tên Trung Quốc nữa, và con số khủng khiếp lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu người dân Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Trong khi Trung Quốc vẫn hay vỗ ngực xưng vương, chuyên đi bắt nạt và gây sự với toàn thế giới, đi khắp nơi gieo rắc sự kinh hoàng, trong bối cảnh đợi đại hồng thủy số 1 trên sông Dương Tử gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ đạo mới rất bất thường khi ra chỉ thị tăng cường lực lượng công binh của quân đội Trung Quốc đến đập Tam Hiệp. Theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin, vào 2 ngày trước, có 3 lữ đoàn công binh thuộc binh chủng công binh quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có mặt tại đập Tam Hiệp để làm công tác cứu hộ và cứu nạn. Đập Tam Hiệp đang phải xả lũ với lưu lượng hơn 49.000 mét khối mỗi giây, mức xả được cho là mạnh nhất từ khi con đập được đưa vào hoạt động từ năm 2003. Người ta đang lo ngại rằng phải chăng con đập Tam Hiệp đang va vấp phải gặp một sự cố hay vấn đề nào đó khi lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại huy động nhiều lực lượng công binh đến như vậy. Theo các nhà quan sát về đê điều Trung Quốc cho biết, nếu không tiếp tục tăng tốc độ xả lũ, dự báo đến ngày mai mực nước trong hồ chứa của con đập Tam Hiệp sẽ ở mức 165,5 m. Theo thiết kế, con đập Tam Hiệp có thể chịu nổi sức ép khi mực nước chạm ngưỡng 175 m, có nghĩa là chỉ còn chưa đến 10 m nữa là sức chịu đựng của con đập Tam Hiệp sẽ đến mức giới hạn cực đại.
thêm vào đó là sự sạt lở dây chuyền ở thượng nguồn vẫn đang tiếp diễn trong những ngày qua, cho nên lúc nào hết cả thế giới đang cùng nhau nín thở và chờ đợi số phận của nó. Số phận của đập Tam Hiệp liệu có trụi nổi hay không? Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 117 hồ chứa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng một số đập thủy điện lớn khác sẽ tham gia kiểm soát đợt lũ số 1 và giảm áp lực cho đập Tam Hiệp. Mặc dù đã được dự báo từ sớm nhưng đợt lũ số 2 vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho một số tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam. Mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Trùng Khánh đã chạm mức cao nhất kể từ năm 1981. Thời điểm xảy ra trận lũ lịch sử khiến 1,5 triệu người dân Trung Quốc mất nhà cửa, 260.000 người dân Trùng Khánh bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều đường cao tốc công trình bị ngập lụt và hư hại, ít nhất 20.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị thiệt hại và phải dừng hoạt động. Ghi nhận từ hiện trường cho thấy nước lũ nhấn chìm cả những biển báo cao 3 mét tại một số con đường của thành phố ở Tứ Xuyên. Chính quyền và người dân vẫn nỗ lực bảo vệ di sản tượng Phật Lạc Sơn khỏi hư hại do lũ lụt. Nước lũ đang ngập đến chân tượng Phật khổng lồ có niên đại hơn 1.200 tuổi và bắt đầu rút dần. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 người dân Tứ Xuyên thấy hiện tượng này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đợt lũ số 2 kèm thảm họa địa chất đã khiến 14 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh Vân Nam đã có gần 40.000 người dân được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 1,1 triệu người dân địa phương bị ảnh hưởng do vũ lụt. Mọi thông tin rất đáng quan ngại khi tỉnh Vân Nam là một trong hai nơi giáp với cả biên giới Việt Nam của chúng ta. Hiện theo nguồn tin, người dân địa phương tại các cửa khẩu cho biết có rất nhiều người Trung Quốc đang ở bên kia biên giới tìm đủ mọi phương cách như cách mua chuộc người dân để dẫn đường vượt rừng, vượt sông, vượt suối tại các điểm đường tiểu ngạch. Họ mong muốn vào đất nước của chúng ta tránh trú, nhưng các lực lượng biên phòng của chúng ta vẫn ngày đêm bám biên, trực chiến 24/24 giờ, quyết không bao giờ thương lượng với bọn chúng. Nhiều người trong cộng đồng mạng trong và ngoài nước cho rằng nhân từ với giặc chính là tự bắn vào chính mình, lòng nhân đạo phải đặt đúng nơi và đọc đúng chỗ. Người Trung Quốc xưa nay thật giả lẫn lộn, ai dám đảm bảo trong dòng người di tản kia không có thành phần chống phá đất nước, thành phần nổi loạn và nguy hiểm hơn cả là những người mang mầm bóng dịch bệnh COVID. Khảo sát nhẹ được đặt ra, nếu quý khán giả là người quyết định thì chúng ta có nên giúp đỡ phần nào cho những người Trung Quốc tội nghiệp đang ở bên kia biên giới không? Khi họ vẫn ngày đêm cầu mong chúng ta mở cửa cứu mang họ, đừng quên để lại lời bình luận của mình ở bên dưới video để mọi người thảo luận với nhau rõ hơn về tình hình này. Quay trở lại với tình hình thiên tai tại Trung Quốc, theo thống kê của Cục Tính toán, ước tính thiệt hại ban đầu đối với các tỉnh miền Nam của Trung Quốc cho đến nơi thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 453,7 triệu USD. Chính quyền tỉnh Cam Túc cho hay tỉnh này vẫn đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống liên lạc, điện nước và giao thông trong khi tiếp tục cứu hộ những người dân bị mắc kẹt. Máy bay trực thăng hiện cũng được triển khai để cứu hộ những người còn đang mắc kẹt trong nhà không kịp sơ tán. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người đang mất tích. Mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 400.000 người và khoảng 72.000 người phải sơ tán. Chính quyền Cam Túc thông báo tại Trùng Khánh vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm kia, mực nước đo được tại trạm thống thang trên sông Dương Tử đạt 191,55 m, cao hơn 0,14 m so với mức kỷ lục và vẫn còn gia tăng. Trùng Khánh nằm trên khu vực hợp lưu sông Dương Tử và sông Gia Lăng, hệ thống thông ngòi thành phố dày đặc. Trong khi đó, địa hình Trùng Khánh chủ yếu là đồi núi rất khó thoát nước. Quan chức thuộc Trung tâm Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trùng Khánh nhận xét, trận lũ thứ hai đã khiến Trùng Khánh thiệt hại 354 triệu USD, hơn 260.000 người bị ảnh hưởng. Tại Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm qua hứng chịu hàng loạt cơn lốc xoáy khiến nhiều người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng. Đài BBC cho biết tính đến tối nay, theo giờ địa phương, khoảng 5 triệu người ở Tứ Xuyên không có điện sử dụng. Những trường hợp bị thương được ghi nhận xung quanh các thành phố Đức Dương và Biên Dương, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục công việc. Giám đốc Sở Cứu hỏa Đức Dương, ông Lưu nói với đài BBC, rất may mắn là chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nào. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa đánh giá được mức độ thiệt hại nhưng mọi thứ sẽ rõ ràng vào sáng ngày mai. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc thông báo họ sẽ tiến hành khảo sát thiệt hại ở một số địa phương thuộc Đức Dương trong vài ngày tới. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc cho biết lúc 23 giờ ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy lớn và nguy hiểm xuất hiện gần thành phố Đức Dương. Cơ quan này sau đó cảnh báo người dân vì đây là tình huống có thể gây chết người. Sau khi những cơn lốc xoáy quét qua Đức Dương, nhà máy nước và trạm bơm địa phương phải ngừng hoạt động do mất điện. Chính quyền thành phố Đức Dương, bà Jung kêu gọi mọi người giữ an toàn trong bối cảnh cây đổ trên các con đường và xe cộ bị lật. Bà Jung xác nhận một số người đã bị thương do thời tiết khắc nghiệt. Theo giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp Đức Dương, ông Wang Yu cho biết ít nhất 7 người bị thương ở thành phố Đức Dương, bao gồm 3 người bị thương nặng. Vùng ngoại ô của thành phố Biên Dương đã ban hành tuyên bố khẩn cấp, các khu vực đang bị đóng cửa, xảy ra nhiều vụ rò rỉ ga. Xin hãy chú ý an toàn cho bạn và những người khác. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và cứu trợ. Các khu vực đồng bằng phía Nam và phía Tây của Trung Quốc hứng chịu nhiều cơn lốc xoáy trong những ngày gần đây. Hồi cuối tuần trước, 2 người thiệt mạng ở Quảng Tây sau khi một cơn lốc xoáy quét qua một khách sạn và tại một công viên gần đó. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tiếng Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.